Đoạn clip thú vị ghi lại cảnh gấu nâu đánh boxing với người đàn ông. Đoạn clip thú vị loan truyền trên mạng này có vẻ xảy ra tại một vị trí nào đó trên hành tinh Nga. Theo đoạn clip, khoảng 3 chú gấu đang kiếm ăn trên bờ sông, thì đột ngột một người đàn ông chạy ra lao vào một chú gấu, sau đó chú gấu quay lại đấm anh chàng. Cả hai đánh nhau như hai võ sĩ boxing thực thụ. Chú gấu thể hiện những đòn thế boxing rất chuyên nghiệp, thậm chí còn thể hiện một đòn võ Muay Thái bằng pha quay chân đá vào bụng người đàn ông. Dẫu là một clip hài hước, song chắc nó chỉ có thể xảy ra ở hành tinh Nga mà thôi. Bởi vì gấu nâu ngoài đời là một trong những loài vật hung tợn, và khó ai dám đến gần chứ đừng nói là đánh nhau.